Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả." Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi." Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa. Những người Do Thái cho rằng mình biết Chúa Giêsu, nhưng cái biết của họ là cái biết tự nhiên theo xác thịt. Biết Chúa Giêsu quê Nazareth, con ông Giuse, bà Maria. Biết những người thân quen của Chúa Giêsu. Cái biết đó không phải là biết đích thật. Bởi vì Chúa Giêsu không chỉ là một con người, nhưng mà còn là Thiên Chúa làm người nữa. Khi Đức Kitô xuất hiện thì chúng ta không biết người xuất thân từ đâu. Nên Chúa Giêsu mới bảo rằng: "Các ông biết tôi phải không? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu không?" Thưa anh chị em, có hai cái biết mà thiết tưởng chúng ta cần phải lưu ý trong cái đời sống đạo của chúng ta. Cái biết thứ nhất là cái biết theo tự nhiên. Khi đi học giáo lý thì người ta dạy cho chúng ta biết rằng Giêsu là ai, con bà Maria, sinh tại Bethlehem, năm nào, đi chỗ này chỗ kia giảng dạy, rồi chết sống lại khoảng năm nào đó. Cái biết đó mà anh em thấy trong các cái lễ thiếu nhi đó, đa số các linh mục trẻ làm cái giờ giảng thành cái giờ đố vui cho các em thôi, biết hết chuyện này chuyện khác. Cái biết đó không bao giờ đem đến sự sống đời đời. Cái biết tự nhiên đó không đem đến sự sống đời đời. Người ngoài người ta đọc sách Công giáo, người ta cũng biết tất cả những chuyện đó. Chúng ta để ý cẩn thận chuyện đó. Cho tới giờ cái vốn liếng của chúng ta về Chúa Giêsu, người nhiều mà ít. Tất nhiên nếu mà so sánh với chúng tôi đó, anh em linh mục tu sĩ, thì anh em thua xa chúng tôi về cái này biết đó. Chúng tôi được học nhiều, biết nhiều. Nhưng cái biết đó, học đó cũng chỉ là biết theo tự nhiên mà thôi. Vậy thì cái biết Chúa Giêsu nó ở chỗ nào? Tin mừng Gioan nói là, nghe cái bài tựa tin mừng đó: "Còn những ai đón nhận người thì người cho họ
quyền trở nên con Thiên Chúa. Biết Chúa Giêsu là đón nhận Chúa Giêsu. Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Biết là đến với Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu là gì nữa? Là ăn Chúa Giêsu, là uống Chúa Giêsu, là nên một với Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu đi vào trong con người, cuộc sống chúng ta hòa vào trong Chúa Giêsu. Đó mới là cái biết đem lại sự sống đời đời mà Chúa Giêsu trong cái lời nguyện hiến tế ở chương 17 Gioan nói rằng sự sống đời đời là họ nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và nhận biết đấng Cha sai đến là Giêsu Kitô. Cái biết đó, thưa anh chị em, là cái biết của tình yêu. Tình yêu làm cho con người biết Chúa Giêsu đó, hòa vào trong Chúa Giêsu, nên một với Chúa Giêsu. Cái biết đó mới đem lại sự sống đời đời. Cái biết đó mới tôn vinh Thiên Chúa. Cái biết đó mới thực sự là Kitô hữu. Bây giờ mỗi người nhìn, chúng ta nhìn lại chính mình mà coi. Chúng ta biết về những cái kiến thức về Chúa Giêsu cũng tương đối đủ rồi. Còn cái biết để trở nên thân quen với Chúa Giêsu đó thì thưa anh chị em, dường như chúng ta biết ít lắm. Bằng chứng là trong cuộc sống chúng ta, Chúa Giêsu có cái chỗ đứng nào, có vị trí nào trong con người cuộc sống chúng ta? Chúng ta chỉ có Chúa Giêsu khi ở nhà thờ, khi đọc kinh thôi. Còn trong cuộc sống, cả cuộc sống dài, cả ngày, cả đêm, hầu như không có Chúa Giêsu. Hay nếu có là có ít thôi, ít lắm. Mà càng sống với Chúa Giêsu, càng trở nên thân quen với Chúa Giêsu, lúc đó chúng ta có thể nói mình biết Chúa Giêsu. Và biết Chúa Giêsu rồi, chúng ta mới có thể trở thành những người làm chứng về Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, phải trở lại cái biết từ nãy tôi nói đó, nói đơn giản là đức tin. Đức tin Kitô giáo đích thật, không phải là đọc kinh tin kính, không phải là tuyên xưng đức tin ngoài môi ngoài miệng. Đức tin đó là công trình của Chúa Thánh Thần làm việc bên trong chúng ta, làm việc bên trong chúng ta, làm cho chúng ta biết mở lòng ra đón Chúa Giêsu, đón nhận Chúa Giêsu, mà không chỉ đón nhận một lần, đón nhận hằng ngày, hằng giây, hằng phút. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên chúng ta không biết một lần là xong. Chúng ta phải tiếp tục đón nhận từ ngày này qua ngày khác, suốt đời mình, và tôi cho rằng sau này trên thiên đàng cũng tiếp tục như thế nữa. Là Thiên Chúa, cái biết đó mới làm cho chúng ta thực sự thuộc về Chúa, sống như Chúa, thân quen với Chúa. Thân quen với Chúa đến nỗi rằng trong ngày phán xét chúng ta không còn sợ, như chúng ta thấy trong tin mừng, rằng ta không biết các ngươi từ đâu đến cả. Tin mừng Luca nói, những người mới nói là chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài, Ngài từng giảng trong phố xá chúng tôi. Ta không biết các ngươi là ai hết, hỡi những quân làm điều gian ác, hãy xéo đi. Từng ăn uống trước mặt Ngài, anh em nghe rõ đó. Ngài từng giảng phố giá trước trong phố giá chúng tôi đó. Giờ chúng ta nói chúng tôi lạy Chúa, con từng đi lễ này, rước lễ này, con đọc kinh này, con đọc kinh này,
Chúa sẽ nói rằng ta không biết các người là ai hết. Bởi vì cái việc đi lễ rước lễ đọc kinh chúng ta không làm cho chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu, không có Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình, không trở nên thân quen, không mai lực mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu, chúng ta vẫn sống tâm tình của mình, mơ ước của mình, khao khát của mình, không mang lấy những gì của Chúa Giêsu. Trên cái biết đó không đem lại cái gì hết, kể như không biết vậy. Kể như không biết vậy. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta phải cẩn thận chuyện này. Mùa chay chúng ta lo đi lễ, rước lễ đọc kinh tốt lắm. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng cái đó chưa đủ, mới là khởi đầu thôi. Việc đi lễ, rước lễ đọc kinh phải đưa tới cái chỗ chúng ta sống thân tình với Chúa Giêsu thường xuyên liên tục trong cuộc sống của mình. Chúa nói rằng anh em hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Thầy lúc nào cũng ở với anh em, Thầy không rời bỏ anh em một giây phút nào hết. Còn anh em đâu có ở với Thầy đâu. Anh em ở với người ta, ở với công việc, ở với tiền bạc, ở với thú vui, ở với chuyện này chuyện khác, đủ mọi lo toan. Đầu óc anh em luôn luôn nghĩ được khác, còn đâu có nghĩ tới Thầy, dành cho Thầy đâu. Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Lòng anh em có để vào Thầy đâu, bởi vì Thầy không phải là kho tàng của anh em. Anh em chú ý tới bao nhiêu chuyện khác mà không chú ý tới Thầy. Thưa anh chị em, tôi muốn nói cái thực tế như vậy để chúng ta thấy rằng đức tin chúng ta còn xa vời vô cùng. Tôi trở lại, Chúa nói tin là ăn Chúa Giêsu, là uống Chúa Giêsu. Vì đói khát mà, đói khát Chúa Giêsu. Khi chúng ta ăn uống thì thức đồ ăn thức uống đó đi vào cho chúng ta, thấm dần vào thân xác chúng ta, rồi biến thành máu đi khắp thân thể nuôi sống chúng ta từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Chúa Giêsu phải đến với chúng ta như vậy, từng bước một đi vào trong tất cả, cả hồn, cả xác chúng ta, mọi cơ năng, tinh thần, thể xác chúng ta đi vào hết để trở thành sự sống cho chúng ta. Lúc đó chúng ta mới có thể nói như Thánh Phaolô, bên ngoài đó, tôi sống rồi đó, không phải tôi nữa đâu, mà là Chúa Kitô sống trong tôi, Chúa Kitô thở trong tôi, Chúa Kitô nghe, Chúa Kitô nói, Chúa Kitô bước đi, Chúa Kitô làm việc, Chúa Kitô nghỉ ngơi, Chúa Kitô chịu mệt mỏi, Chúa Kitô đau đớn trong tôi. Cho tới khi như thế mới gọi là cái biết đích thật, và cái biết đó mới đem lại sự sống đời đời. Bởi vì sự sống đời đời là Thiên Chúa ban chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Sự sống đời đời không ở bên ngoài, không ở trên trời, là ở nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Ai có Chúa Giêsu, người đó có sự sống đời đời. Trên cuộc sống của một người Kitô hữu, thưa anh chị em, không có một phải lo chuyện gì khác, chỉ một chuyện duy nhất, một chuyện cần thiết duy nhất, làm sao để sống với Chúa Giêsu thường xuyên liên tục trong cuộc sống của mình, từng giây từng phút. Cho tới khi chúng ta mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu, khao khát như Chúa Giêsu. Đó là cái lý tưởng mà Thiên Chúa khi ban con một mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Tất nhiên mỗi người ở trong cái hoàn cảnh vị trí của mình, chúng tôi là linh mục, tu sĩ, nó khác ở cái hoàn cảnh khác. Anh xem là giáo dân, sống đời sống gia đình ở ngoài đời nó khác. Nhưng cái hoàn cảnh khác bên ngoài đó không quan trọng. Cái điều quan trọng rằng mỗi người trong cái hoàn cảnh cụ thể của mình đem hết lòng, hết sức mở lòng ra đón nhận Chúa Giêsu từng giây từng phút không ngừng đến trong con người, cuộc sống chúng ta. Tôi nhấn mạnh chuyện này. Chúa Giêsu không ngừng đến trong chúng ta. Bây giờ tôi thí dụ anh chị em hiểu tại sao anh chị em rước lễ hàng ngày. Rước lễ một lần đủ rồi, việc gì? Có Chúa Giêsu rồi.
Bởi vì sao? Mỗi lần như vậy chúng ta chỉ có khả năng đón Chúa Giêsu một chút thôi. Một chút thôi. Mai tôi lại đến có tôi rước lễ thì tôi hy vọng là thêm một chút nữa, cứ thế. Đó là cách mà đó là điều tôi muốn diễn tả rằng Chúa Giêsu không ngừng đến với chúng ta, mà vì Chúa Giêsu không ngừng đến với chúng ta, cho nên chúng ta không ngừng đón nhận Chúa, không ngừng mở lòng ra đón Chúa. Cho tới lúc mà lấy ý Chúa Giêsu làm ý mình, lấy điều Chúa thích làm điều mình thích, lấy cái tâm tình của Chúa làm tâm tình của mình. Lúc đó mới đặt là Kitô hữu, người hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Vì thế thưa anh chị em, trong những ngày mùa chay này chúng ta nên nhìn lại cái tương quan của chúng ta đối với Chúa Giêsu. Không có tương quan nào hết ngoài tương quan tình yêu. Tương quan tình yêu. Tôi đi lễ, rước lễ, đọc kinh, nghe giảng dạy, có phải vì yêu mến không? Có phải vì khao khát Chúa Giêsu không? Có vì Chúa Giêsu và có cho Chúa Giêsu không? Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi loài mọi vật đều được dựng nên nhờ Chúa Kitô và cho Chúa Kitô. Nhờ Chúa Kitô chúng ta có mặt, và chúng ta có mặt đây là để cho Chúa Kitô, để thuộc về Chúa Kitô. Kinh Thánh tức là ý muốn của Thiên Chúa nó là như vậy rồi. Cho nên sống cuộc đời Kitô hữu là tôi biết rằng tôi xuất thân từ Chúa Kitô, và con người cuộc sống của tôi mọi giây phút mọi công việc hướng về Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày một hơn. Trong cái tông hiến của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho các nữ đan sĩ cách đây ít năm đó, tông hiến đó có cái đề tựa là tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mô tả rằng cuộc sống của một đan sĩ là không ngừng tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa, không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng rồi ngay cái phần đầu đó, Đức Thánh Cha nói rõ ngay, tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa là gặp gỡ, là đi theo Chúa Giêsu Kitô. Thế nên thưa anh chị em, tôi trở lại vấn đề. Chúng ta được dựng nên, được tuyển chọn và được dựng nên trong Chúa Kitô. Chúng ta sinh ra đời này là cho Chúa Kitô, để thuộc về Chúa Kitô. Biết rõ cái mục đích của Thiên Chúa như vậy rồi, ta không có một cái bận tâm nào khác, không có một chú ý nào khác nữa, mà tất cả làm sao để lo sống với Chúa Kitô, lo cho Chúa Kitô đi vào hết trong mọi chi tiết cuộc sống của chúng ta, để Chúa Kitô trở thành cái nhìn của chúng ta, thành lời nói của chúng ta, Chúa Kitô thành bước đi của chúng ta, Chúa Kitô trong giao tiếp của chúng ta, và chúng ta mang lấy tâm tình của Chúa Kitô, và cùng với Chúa Kitô chúng ta không ngừng thờ phượng tôn vinh Thiên Chúa Cha, và cùng với Chúa Kitô không ngừng yêu mến phục vụ mọi người.